Chương 12: Nguyễn Vương nhất thống nước Nam. Gồm 16 phần. 1. Nguyễn Vương ánh ở Tiêm La. 2. Nguyễn Vương về lấy gia định. 3. Nguyễn Vương sửa sang mọi việc ở gia định. 4. Việc khai khẩn điền thổ. 5. Việc buôn bán. 6. Ông Bá Đa Lộc và hoàng tử cảnh ở Pháp về. 7. Nguyễn Vương đánh Quy Nhơn lần thứ nhất 8. Thế lực Tây Sơn 9. Nguyễn Vương đánh Quy Nhơn lần thứ hai 10. Nguyễn Vương đánh Quy Nhơn lần thứ ba 11. Quân Tây Sơn vây thành Bình Định 12. Nguyễn Vương thu phục Phú Xuân 13. Võ Tính Tử Tiết 14. Trận Trấn Ninh 15. Nguyễn Vương lên ngôi tôn 16. Quân Nam ra lấy Bắc Hà 1. Nguyễn Vương Ánh ở Tiêm La Tháng 4 năm Ất Tỵ 1785, ông Nguyễn Huệ phá tan quân Tiêm La ở Mỹ Tho, Nguyễn Vương Thế Cô lại phải sang nương nhờ nước Tiêm. Đến khi các tướng sĩ đã biết ngài ở Tiêm La đều lục tục kéo sang bái yết, bây giờ có quan cũ là Lê Văn Câu còn gọi quân hay Duân, đem 600 người sang theo giúp vua nước tiêm để cho người Việt Nam ở riêng một chỗ gọi là Long Kỳ ở ngoài thành Vọng Các Bangkok Ghi chú Nay ở Bangkok có một chỗ gọi là Làng Gia Long tức là chỗ Nguyễn Vương ở ngày trước Hết ghi chú Nguyễn Vương bèn phân trí mọi người đi làm các việc Người thì làm ruộng để lấy thóc gạo nuôi quân Người thì đi ra các đảo làm sẵn chiến thuyền Người thì đi lẻn về gia đình chiêu tập những kẻ nghĩa dũng để đợi ngày khôi phục lúc bấy giờ nhân có quân diến điện sang đánh tiêm la nguyễn vương cùng với bọn lê văn câu nguyễn văn thành đem quân bản bộ đi đánh giúp nước tiêm nguyễn vương lại có công trừ được những giặc mã lai thường hay đến quấy nhiễu ở mặt bể bởi vậy cho nên nước tiêm lại càng trọng đãi vua tôi nhà nguyễn lắm hai nguyễn vương về lấy gia định trong khi nguyễn vương còn phải nương náu ở đất tiêm la ông nguyễn huệ tiến binh ra bắc hà giết trịnh khải tôn vua lê rồi về được phong là bắc bình vương đóng ở phú xuân ông nguyễn nhạc xưng là trung ương hoàng đế phong cho nguyễn lữ làm đông định vương vào giữ đất gia định nhưng chẳng được bao lâu nguyễn nhạc và nguyễn huệ không hòa với nhau nguyễn huệ đem quân phú xuân vào vây thành quy nhơn nguy cấp lắm Nguyễn Nhạc phải vời đô đốc Đặng Văn Chân đem quân ở gia định ra cứu. Từ đó, quân thế của Tây Sơn ở gia định đã kém, ở các nơi lại có nhiều đảng theo về chú Nguyễn, rồi nổi lên đánh phá làm cho quân Tây Sơn càng ngày càng khó giữ. Và trong mấy anh em Tây Sơn, chỉ có Nguyễn Huệ là anh hùng kiệt hiệt hơn cả, mà đã ra chuyên giữ mặt Bắc thì công việc mạn Nam phó mặc cho Nguyễn Lữ là người tầm thường cho nên thế Tây Sơn ở mặt ấy thành ra suy nhược. Lúc bấy giờ, Nguyễn Vương ở Tiêm La vẫn có người đi về tin tức, biết có cơ hội lấy được đất gia định mà cũng biết rằng người Tiêm La đã không giúp được cho mình lại còn có bụng ghen ghét. Như năm Đinh Vị 1787, có người Bồ Đào Nha đưa quốc thư cho Nguyễn Vương xin đem binh và thuyền ở Thành Hoa lại giúp. Ghi chú đất thuộc địa của Bồ Đào Nha ở Ấn Độ hết ký chú. Vua Tiêm La biết việc ấy lấy làm không bằng lòng, Nguyễn Vương phải từ chối và tạ ơn người Bồ Đào Nha. Đến khi được tin rằng đất gia định có thể lấy được, Vương bèn để thư lại, từ tạ vua Tiêm La, rồi nửa đêm đem vương mẫu và cung quyến xuống thuyền về nước. Bấy giờ là tháng 7 năm Đinh Vị, 1787. Nguyễn Vương đi qua đảo Cổ Cốt có người nhà Thanh tên là Hà Hỷ Văn thuộc về Thiên Địa Hội đem mấy người đến xin theo giúp. Vương về đến Hà Tiên cho người đưa Vương Mẫu và Cung Quyến ra ở Phú Quốc rồi cùng mọi người về đóng ở Long Xuyên. Lúc bấy giờ, Nguyễn Vương đi đến đâu, những người hào kiệt ra theo rất nhiều. Lại có tướng Tây Sơn là Nguyễn Văn Trương đem 300 quân, 15 chiếc thuyền ra hàng. Qua tháng 6, Vương vào cửa Cần Giờ, quân thế to lắm đông định vương nguyễn lữ khiếp sợ để quan thái phó phạm văn tham ở lại giữ thành sài gòn rồi lui về đóng ở lạng phụ thuộc biên hòa nguyễn vương sai người trá làm một cái thư của nguyễn nhạc gửi cho nguyễn lữ trong thư bảo phải giết phạm văn tham đi rồi vương sai người giả tảng đưa lầm cho phạm văn tham phạm văn tham bắt được cái thư ấy sợ hãi lập tức về lạng phụ để phân giải tỉnh oan với Nguyễn Lữ. Nhưng Nguyễn Lữ thấy tự nhiên Phạm Văn Tham kéo quân đến lại có cờ trắng đi trước. Tưởng là Văn Tham đã hàng nhà Nguyễn rồi, vội vàng bỏ thành chạy về Quy Nhơn, được ít lâu thì mất. Phạm Văn Tham trở về giữ thành gia định, đánh phá được quân nhà Nguyễn. Nguyễn Vương phải rút quân về miền Mỹ Tho, chỉ còn được 300 quân và vài mươi chiếc thuyền, thế lực đã núng lắm nhưng nhờ có mộ thêm được mấy nghìn quân cao miên và lại có mấy toán quân Tây Sơn về hàng, cho nên quân thế mới hơi vững. Bây giờ lại nhờ có võ tính là tướng giỏi ra giúp, cho nên Nguyễn Vương lại tiến lên đánh nước xoáy, Phạm Văn Tham lùi về đóng ở Ba Thắc. Võ tính là người ở Biên Hòa, có người Anh tên là Võ Nhân, làm thuộc tướng Đỗ Thanh Nhân. Sau Thanh Nhân bị giết, võ nhân tụ quân Đông Sơn làm phản, đánh lại chú Nguyễn. Nhưng chẳng bao lâu cũng bị bắt, phải giết. Võ tính mới đem dư đảng Đông Sơn của anh về giữ vườn trầu thuộc gia định, rồi sau lại về đóng ở Gò Công, xưng là Tổng Nhung, thủ hạ có mấy vạn người. Quân Tây Sơn đã bị đánh phá nhiều lần, thường nói rằng Trong bọn tam hùng đất gia định, võ tính là anh hùng bậc nhất, không nên phạm đến. Khi Nguyễn Vương ở Tiêm La về có sai Nguyễn Đức Xuyên đến dụ Võ Tính về giúp. Đến khi Nguyễn Vương về đóng ở nước xoáy, Võ Tính đem bộ hạ đi đuổi đánh Phạm Văn Tham. Rồi đến tháng 4 năm Mậu Thân 1788 mới đem Võ Văn Lượng, Nguyễn Văn Hiếu, Mạc Văn Tô, Trần Văn Tín đến hành tại bá kiến Nguyễn Vương. Nguyễn Vương mừng rỡ phong cho làm Tiền Phong dinh trưởng cơ và lại gả cho bà Ngọc Du công chúa là em gái ngài. Bọn Võ Văn Lượng đều được phong làm cai cơ. Qua tháng 7 năm ấy, 1788, Nguyễn Vương đem quân về đóng ở Ba Rồng, rồi sai tôn thất hội và Võ Tính đem binh vào đánh quan đốc chiến Tây Sơn là Lê Văn Minh ở đồn Ngũ Kiều, đốt phá cả đồn trại, bắt được tướng sĩ rất nhiều, lại có tướng là Nguyễn Văn Nghĩa phá được quân Tây Sơn ở Lộc Giã, tức là Đồng Nai. Tháng 8 thì Nguyễn Vương vào thành gia định, chiêu yên trăm họ, sửa sang phép tắc và phong thưởng cho các tướng sĩ. Bấy giờ quan Thái Bảo Tây Sơn là Phạm Văn Tham vẫn đóng ở Ba Thắc. Vương sai giữ các cửa bể không cho quân Tây Sơn chạy thoát, rồi sai Nguyễn Văn Nhàn sang Tiêm La Báo Tiệp. Sai Nguyễn Văn Nhân và Trương Phúc Giáo ra Phú Quốc đón Vương Mẫu và cung quyến về gia đình. Sang năm kỷ dậu 1789, Phạm Văn Tham ở Ba Thắc đem binh xuống thuyền định ra bể về Quy Nhơn, nhưng Nguyễn Vương đã sai Lê Văn Câu còn gọi là Duân, tôn thất hội, võ tính Nguyễn Văn Trương hợp binh lại đánh ở Hỗ Châu, quân Phạm Văn Tham không phá được vây, lại phải lui về Ba Thắc. Văn Tham chờ không thấy viện binh, liệu thế giữ không nổi, bèn đem binh ra hàng được ít lâu bị tội phải giết từ đó toàn đất gia định thuộc về chúa nguyễn cả ba nguyễn vương sửa sang mọi việc ở gia định nguyễn vương thu phục được đất gia định rồi lập ra luật pháp không cho dân gian đánh cờ bạc lại nghiêm cấm phù thủy và đồng bóng để giữ phong tục cho khỏi sự mê hoặc trước hết lo chỉnh đốn những việc thuế khóa việc canh nông để lấy lương tiền nuôi tướng sĩ và tu bổ việc vũ bị. Lại đặt ra các sở công đồng để các quan văn võ hội nghị mọi việc quốc quân và lo sự tiến binh đánh Tây Sơn. 4. Việc khai khẩn điền thổ Đất gia định lúc bấy giờ chia ra làm bốn doanh là Tiên Trấn, Trấn Biên, Trấn Vĩnh và Trấn Định Nhưng vì phải loạn lạc mãi, dân sự đói khổ ruộng đất bỏ hoang, lương thực không đủ. Nguyễn Vương Bèn sai Văn Thần là Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, Ngô Tùng Chu, Hoàng Minh Khánh, cả thầy là 12 người làm điền tuấn quan để khuyên nhủ quân dân cố sức làm ruộng. Từ lính phủ binh cho đến người cùng cố đều bắt phải làm ruộng cả, hễ ai không chịu làm thì bắt phải làm lính để thay cho phủ binh. Đến mùa lúa chín, thì cứ mỗi người cày ruộng đồng bằng phải nộp 100 cơ. Ghi chú, mỗi cơ là 42 bát. Hết ghi chú. Mà ai cày ruộng núi thì phải nộp 60 cơ trở lên. Ai nộp đủ lệ ấy như phủ binh thì được miễn cho một năm không phải đi đánh giặc. Mà dân đinh thì phải được miễn cho một năm giao dịch. Ai không nộp đủ thì không được dự vào lệ miễn ấy lại mộ những dân ở các nơi đến làm ruộng gọi là điền tốt quan điền tuấn lấy ruộng đất bỏ hoang cấp cho để cày cấy ai không có đủ trâu bò mà cày bừa thì quan cũng cấp cho rồi đến mùa phải trả bằng thóc nguyễn vương lại phát trâu bò và điền khí cho quân dân bắt đi khai khẩn những nơi rừng núi để làm ruộng gọi là đồn điền rồi đến mùa lấy thóc để vào kho gọi là đồn điền khố các quan văn võ đều phải mộ người lập thành đội, gọi là đồn điền đội, mỗi năm mỗi người phải nộp 6 học thóc. Còn dân mà ai mộ được 10 người trở lên thì cho làm cai trại và được trừ sưu dịch. Cách Nguyễn Vương khai khẩn đất gia định thật là khôn khéo, khiến cho đất Nam Việt trước là một chỗ đất bỏ hoang không có người ở mà sau thành ra một nơi đông người và rất trù phú trong nước Nam ta ấy cũng là một cái công lớn của ông nguyễn phúc ánh vậy năm việc buôn bán nguyễn vương lập lệ phàm những thuyền của khách mà có chở những đồ gang sắt kẽm và lưu hoàng thì quan mua để làm binh khí và cho cứ theo số hàng nhiều ít được chở thóc gạo về nước bởi vậy những khách buôn bán cũng vui lòng đem đồ hàng đến bán vương lại sai quan ở doanh trấn biên cứ theo giá chợ mà mua lấy đường cát để đổi cho những người Tây Dương mà lấy đồ binh khí. 6. Ông Bá Đa Lộc và Hoàng Tử Cảnh ở Pháp về Từ mùa đông Giáp Thìn 1784, ông Bá Đa Lộc đem Hoàng Tử Cảnh cùng với Phạm Văn Nhân, Nguyễn Văn Khiêm xuống tàu sang Tây, đi qua Ấn Độ Dương vào thành Phong Ti Thê -ri. Đất Ấn Độ ở lại gần 20 tháng, rồi đến mùa xuân năm Đinh Mùi 1787, thì chiếc tàu chở ông Bá Đa Lộc mới vào cửa Loren ở phía tây nước Pháp Lang Tây. Ông Bá Đa Lộc đưa Hoàng tử Cảnh vào ít kiến Pháp Hoàng Lô Ít thứ 16. Pháp Hoàng lấy vương lễ tiếp đãi Hoàng tử và giao cho Thượng Thư Ngoại gia Bộ là Đờ Mông Morin Bá Tước. Thương nghị với ông Bá Đa Lộc việc sang giúp Nguyễn Vương Đến ngày 28 tháng 11 năm 1787 thì ông Bá Đa Lộc và Đờ Mông Mơ Bá Tước ký tờ giao ước đại lược nói rằng một Vua nước Pháp thuận giúp cho Nguyễn Vương 4 chiếc tàu chiến và một đạo binh, 1.200 lục quân, 200 pháo binh, 250 hắc binh ở Phi Châu, ca phép và đủ các thứ súng ống thuốc đạn. 2. Vì vua nước Pháp có lòng giúp như thế Nguyễn Vương phải nhường đất cho nước Pháp cửa Hội An, Tè Phò và đảo Côn Lôn, Polo, Công Đô. 3. Nguyễn Vương phải để cho người nước Pháp ra vào buôn bán tự do ở trong nước, ngoại giả không cho người nước nào ở Âu Châu sang buôn bán ở nước Nam nữa. 4. Khi nào nước Pháp có cần đến lính thủy, lính bộ, lương thực, tàu bè ở phương Đông, thì Nguyễn Vương phải ứng biện cho đủ giúp nước Pháp năm khi Nguyễn Vương đã khôi phục được nước rồi thì phải cứ mỗi năm là một chiếc tàu y như tàu của nước Pháp đã cho sang giúp để đem sang trả cho Pháp Hoàng. Ghi chú: Tờ giao ước này hiện còn ở Ngoại Giao Bộ ở Paris và đã biên rõ ở sách ông Gosselin. hết ghi chú. Tờ giao ước ký xong rồi Pháp Hoàng xuống chiếu giao cho quan tổng Trấn Thành bông đi seri ở đất Ấn Độ tên là The Conway Bá Tước Kinh lý việc sang giúp Nguyễn Vương Ngày mùng 8 tháng Chạp Tây năm 1787 ông Bá Đa Lộc vào bái tạ Pháp Hoàng Lois 16 rồi đem Hoàng Tử Cảnh xuống tàu về nước Nam Nhưng đến khi sang tới thành bông đi seri vì The Conway Bá Tước có chuyện bất hòa với ông Bá Đa Lộc cho nên bá tước mới tìm cách ngăn trở việc giúp Nguyễn Vương rồi làm sớ về tâu Pháp Hoàng xin bãi việc ấy đi, lấy cớ rằng sự đem binh sang cứu viện Nguyễn Vương là việc rất khó mà không có lợi gì. Pháp Đình thấy sớ của Đờ Công Quây bá tước nói như vậy cũng lấy làm nản. Và lại lúc bấy giờ chính phủ còn đang bối rối về việc trong nước, dân cách mệnh đã rục rịch cả mọi nơi cho nên bỏ việc ấy không nói đến nữa. Ấy cũng vì có đờ công quây bá tước Cho nên việc sang cứu viện Nguyễn Vương không thành Bởi vậy sau ông Phô chép chuyện Ông bá Đa Lộc có tiếc rằng Ví bằng lúc bấy giờ chính phủ nước Pháp Mà sẵn lòng giúp ông bá Đa Lộc Thì có lẽ ông ấy đã lập nên cho nước Pháp Thành cuộc bảo hộ ở An Nam Ngay từ cuối đời thập bát thế kỷ Tiến cho về sau khỏi phải dùng đến sự chiến tranh mới xong công việc Ông bá Đa Lộc thấy đờ công quê bá tước không chịu xuất binh thuyền bèn đứng lên đi mộ người mua tàu và súng ống khí giới để đem sang giúp Nguyễn Vương. Đến tháng sáu năm kỷ dậu 1789, ông Bá Đa Lộc và Hoàng Tử Cảnh đi chiếc tàu chiến Medus về đến gia định. Các tàu buôn chở súng ống thuốc đạn cũng lục tục sang sau. Bấy giờ những người Pháp tên là seno Nguyễn Văn Thắng, tức là Chúa Tàu Long. Văn Nguyễn Văn Chấn, tức là Chúa Tàu Phụng. Đồ Phò Ken, Lê Văn Lăng, Victor, Olivier, Ông Tín, Đầy rót vân vân Cả thầy đến non 20 người theo ông Bá Đa Lộc sang giúp Nguyễn Vương. Vương phong quan tước cho cả mọi người để luyện tập quân sĩ, làm tàu, đúc súng và chỉnh đốn mọi việc vũ bị. Từ đó, thế lực của Nguyễn Vương mỗi ngày một mạnh, tướng tá mỗi ngày một đông, lương thực nhiều, quân sĩ giỏi, việc đánh phá Tây Sơn đã chắc chắn lắm rồi. Tháng 4 năm Tân Hợi 1791, bà Thứ Phi sinh ra hoàng tử thứ tư tên là Đảm, tức là vua Thánh Tổ ở làng Tân Lộc gần Sài Gòn bây giờ. Đến tháng 3 năm Quý Sửu 1793 thì vương lập hoàng tử Cảnh làm Đông Cung, phong chức Nguyên Suý, lính tả quân doanh. 7. Nguyễn Vương đánh Quy Nhơn lần thứ nhất Nguyễn Vương đã khôi phục được đất gia định rồi, nghỉ ngơi hơn một năm để chỉnh đốn mọi việc. Đến tháng 4 năm canh tốt 1790 mới sai quan trưởng tiền quân là Lê Văn Câu, đem 5.000 quân thủy và quân bộ ra đánh lấy Bình Thuận, sai Võ Tính và Nguyễn Văn Thành, đem quân đi làm tiên phong Chẳng bao lâu quân nhà Nguyễn lấy được đất Phan Rí và hạ được thành Bình Thuận. Nhưng vì Lê Văn Câu và Võ Tính hai người không chịu nhau, Nguyễn Vương bèn lưu Lê Văn Câu ở lại giữ Phan Rí. Triệu Võ Tính và Nguyễn Văn Thành về gia định. Lê Văn Câu đem quân ra đóng ở Phan Rang, bị quân Tây Sơn đến vây đánh, phải cho người đi gọi Võ Tính và Nguyễn Văn Thành trở lại cứu. Nhưng Võ Tính không chịu trở lại, chỉ có nguyễn văn thành đưa binh đến giải vây rồi cùng lê văn câu về giữ phan rí lê văn câu lấy điều bại binh ấy làm thẹn xưng bệnh không ra coi việc binh nữa đến khi gia định nghị tội phải cách hết chức tước lê văn câu uống thuốc độc tự tử ghi chú lê văn câu là một người công thần đã theo phò nguyễn chủ trong lúc gian nan nay cũng bất đắc kỳ tử hết ghi chú Quân nhà Nguyễn ra đánh Tây Sơn lần ấy không lợi, và bây giờ là mùa tháng 7, gió bắc thổi mạnh, cho nên Nguyễn Vương chuyển rút quân về gia định để đợi mùa gió thuận thì mới đem quân đi đánh nhau, cho nên người đời bây giờ gọi là giặc mùa. Năm nhâm tí 1792, tháng 3, nhân khi gió mùa nam thổi mạnh, Nguyễn Vương sai tướng là Nguyễn Văn Trương cùng với Nguyễn Văn Thành, Đa Giót và Vang Niê Nguyễn Văn Chấn đem chiến thuyền từ cửa Cần Giờ ra đốt phá thủy trại của Tây Sơn ở cửa Thị Nại, cửa Quy Nhơn, rồi lại về. Tháng 3 năm Quý Sửu 1793, Nguyễn Vương để Đông Cung ở lại giữ đất gia định, sai tôn thất hội cùng Nguyễn Huỳnh Đức và Nguyễn Văn Thành đem bộ binh ra đánh Phan Rí. Nguyễn Vương cùng với Nguyễn Văn Trương và Võ Tính đem thủy sư đi đánh mặt bể Đến tháng 5 thì chiến thuyền của Nguyễn Vương vào cửa bể Nha Trang Rồi lên đánh lấy phủ Diên Khánh và phủ Bình Khang Sau lại ra đánh lấy phủ Phú Yên Mặt thủy Nguyễn Vương được toàn thắng Còn mặt bộ thì tôn thất hội chỉ lấy được phủ Bình Thuận mà thôi Vương bèn sai người đưa thư dục tôn thất hội Phải kíp tiến binh lên hội với thủy sư Để hai mặt cùng ra đánh quy nhơn khi quân của Nguyễn Vương vào cửa thị nại, vua Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, sai thái tử là Nguyễn Bảo, đem binh ra chống giữ. Nguyễn Vương bèn mật sai võ tính, đem binh lẻn đi hội với toán quân Tôn Thất Hội và Nguyễn Văn Thành để đánh tập hậu. Quân của Nguyễn Bảo bị hai mặt đánh lại, chống không nổi, phải bỏ chạy về Quy Nhơn. Từ đó, quân thủy và quân bộ của Nguyễn Vương tương thông được với nhau. Vương bèn sai Tôn Thất Hội, võ tính, Nguyễn Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Thành đem binh tiến lên đánh thành Quy Nhơn. Nguyễn Nhạc phải sai người ra cầu cứu ở Phú Xuân. Bây giờ vua Quang Trung đã mất rồi, vua Cảnh Thịnh tức là Nguyễn Quang Toàn, sai quan Thái Úy là Phạm Công Hưng, quan Hộ Giá là Nguyễn Văn Huấn, quan Đại Tư Lệ là Lê Trung và quan Đại Tư Mã là Ngô Văn Sở đem 17.000 bộ binh và 80 con voi đi đường bộ và sai quan đại thống lĩnh là Đặng Văn chân đem hơn 30 chiếc thuyền đi đường bể. Cả hai đạo cùng tiến vào cứu Quy Nhơn. Nguyễn Vương thấy viện binh đã đến, liệu thế chống không nổi, rút quân về Diên Khánh, tức Khánh Hòa bây giờ, rồi về gia định, để Nguyễn Văn Thành ở lại giữ Diên Khánh, Nguyễn Huỳnh Đức ở lại giữ Bình Thuận. Đến tháng 11, Nguyễn Vương lại sai Đông Cung Cảnh và ông Bá Đa Lộc Phạm Văn Nhân, Tống Phúc Khê ra giữ thành Diên Khánh. 8. Thế lực Tây Sơn bọn Phạm Công Hưng giải được vây rồi, kéo quân vào thành Quy Nhơn, chiếm giữ lấy thành trì và tịch biên cả các kho tàng. Nguyễn Nhạc thấy vậy tức giận đến nỗi thổ huyết ra mà chết. Ông làm vua được 16 năm. Vua Cảnh Thịnh ở Phú Xuân thấy Nguyễn Nhạc mất rồi, phong cho Nguyễn Bảo làm hiến công cho An Lộc một huyện gọi là Tiểu Triều rồi để Lê Trung và Nguyễn Văn Huấn ở lại giữ thành Quy Nhơn. Từ đó các tướng Tây Sơn mới hoạt động hơn trước. Tháng 3 năm Giáp Dần 1794, Nguyễn Văn Hưng đem bộ binh vào đánh Phú Yên và Trần Quang Diệu vào vây thành Diên Khánh. Đông cung cảnh cho người về gia định cầu viện. Nguyễn Vương bèn đem đại binh đến đánh giải vây, Trần Quang Diệu rút quân về. Nguyễn Vương thấy thế Tây Sơn còn mạnh và lại đến mùa gió Bắc cho nên Vương đem Đông Cung về gia đình để Võ Tính ở lại giữ thành Diên Khánh. Tháng riêng năm Ất Mão 1795, Trần Quang Diệu lại đem quân vào đánh Diên Khánh. Võ Tính hết sức chống giữ, Quang Diệu đánh mãi không được. Đến tháng 2, Nguyễn Vương để Đông Cung ở lại giữ gia đình đem Thủy Sư ra cứu Diên Khánh. Trong khi hai bên còn đang chống giữ nhau ở đất Diên Khánh, thì ở Phú Xuân các quan đại thần nhà Tây Sơn giết hại lẫn nhau gây thành mối loạn. Nguyên từ khi vua Quang Trung mất rồi, vua Cảnh Thịnh lên ngôi, nhưng quyền về cả Thái Sư Bùi Đắc Tuyên, các quan có nhiều người oán giận. Năm Ất Mão 1795, Bùi Đắc Tuyên sai Ngô Văn Sở ra Bắc Hà thay cho Vũ Văn Dũng. Văn Dũng về Phú Xuân, đi đến trạm Hoàng Giang, gặp quan trung thư lệnh là Trần Văn Kỳ phải tội đẩy ra ở đấy. Ghi chú có nơi chép là chạm hán xuyên hết ghi chú. Văn Kỳ nhân đang căm tức bùi đắc tuyên bèn xui Vũ Văn Dũng rằng Thái sư ngôi trùm cả nhân thần cho ai sống được sống bắt ai chết phải chết nếu mà không sớm trừ đi thì rồi có chuyện bất lợi cho nhà nước ông nên liệu sớm đi. Vũ Văn Dũng xưa nay vẫn tin trọng Văn Kỳ, nay thấy nói như vậy, bèn nghe lời ấy, về mưu với Phạm Công Hưng và Nguyễn Văn Huấn, lừa đến đêm đem quân vây nhà Bùi Đắc Tuyên bắt bỏ ngục, rồi sai Nguyễn Văn Huấn vào Quy nhân bắt con Đắc Tuyên là Bùi Đắc Trụ và cho người đưa thư ra Bắc Hà, truyền cho quan tiết chế là Nguyễn Quang Thùy, em Nguyễn Quang Toản, bắt giải Ngô Văn Sở về Phú Xuân bọn vũ văn dũng bèn đặt chuyện ra vu cho những người ấy làm phản đem dìm xuống sông giết đi vua cảnh thịnh không sao ngăn giữ được chỉ gạt nước mắt khóc thầm mà thôi lúc bấy giờ trần quang diệu đang vây thành diên khánh nghe tin ấy thất kinh nói với các tướng rằng chú thượng không phải là người cứng cỏi để cho đại thần giết lẫn nhau nếu trong mà không yên thì ngoài đánh người ta thế nào được quang diệu bèn giải vây rút quân về khi về đến quy nhơn nguyễn văn huấn đến tạ tội trước trần quang diệu không hỏi đến rồi dẫn quân về đến làng an cựu đóng bên bờ sông mé nam vũ văn dũng cùng với nội hầu tứ cùng đem quân bản bộ ra đóng ở mé bắc sông ỉ mệnh vua ra cự nhau với trần quang diệu vua cảnh thịnh sợ hãi sai quan ra khuyên giải cả hai bên trần quang diệu mới đem các tướng vào chầu rồi cùng với bọn vũ văn dũng giảng hòa từ đó trần quang diệu làm thiếu phó nguyễn văn huấn làm thiếu bảo vũ văn dũng làm đại tư đồ nguyễn văn danh hay là nguyễn văn tứ làm đại tư mã gọi là tứ trụ đại thần nhưng chẳng được bao lâu có người gièm pha trần quang diệu bị thu hết cả binh quyền chỉ được giữ chức tại triều mà thôi thế lực tây sơn từ đấy về sau mỗi ngày một kém trên vua thì còn nhỏ dại không có đủ uy quyền để sai khiến các quan dưới tướng tá thì vì lòng ghen ghét rồi cứ tìm cách mà giết hại lẫn nhau. Bởi vậy cho nên đến khi quân Nguyễn Vương ở Nam ra đánh, chẳng phải mất bao nhiêu công phu mà lập nên công lớn vậy. 9. Nguyễn Vương đánh Quy Nhơn lần thứ hai Từ khi quân của Trần Quang Diệu giải vây Diên Khánh về Phú Xuân rồi, Nguyễn Vương cũng rút quân về gia định sửa soạn việc quân lương và sai người đi do thám mọi nơi để chiêu mộ người về đánh Tây Sơn. Đến năm Đinh Vị 1797, Nguyễn Vương để tôn thất hội ở lại giữ thành gia định, rồi cùng đông cung cảnh đem binh thuyền ra đánh Quy Nhơn, lại sau Nguyễn Văn Thành và Võ Tính ra đánh Phú Xuân. Quân thủ của Nguyễn Vương ra đến Quy Nhơn, thấy Tây Sơn đã phòng bị, liệu đánh không đổ được. Nguyễn Vương bèn ra đánh Quảng Nam, được vài tháng quân nhu không đủ Lại phải đem quân về gia định Sai Nguyễn Văn Thành và Đặng Trần Thường Ở lại giữ thành Diên Khánh 10. Nguyễn Vương đánh Quy Nhơn lần thứ 3 Nguyễn Vương về gia định rồi Một mặt sai Nguyễn Văn Thủy sang Tiêm La Xin với quốc vương nước ấy đem quân đi đường Vạn Tượng Hoặc sang đánh Thuận Hóa Hoặc sang đánh Nghệ An Để trận đường quân ở Bắc Hà vào một mặt sai quan binh bộ tham chi là Ngô Nhân Tĩnh sang xứ nhà Thanh để do thám mọi việc. Năm Mậu Ngọ 1798, Tiểu Triều là Nguyễn Bảo, căm tức vua Cảnh Thịnh là Nguyễn Quang Toàn, chiếm giữ mất đất Quy Nhơn. Bèn định bỏ về hàng Nguyễn Triều. Vua Cảnh Thịnh biết mưu ấy, sai tướng vào bắt Nguyễn Bảo đưa về dìm xuống sông giết đi. Lại có người nói dèm rằng, việc Tiểu Triều làm phản là tại quan chấn thủ Lê Trung Vua Cảnh Thịnh triệu Lê Trung về Phú Xuân, sai võ sĩ bắt chém đi. Được ít lâu, quan thiếu phó Nguyễn Văn Huấn cũng bị giết. Từ đó tướng sĩ Tây Sơn ai cũng nản lòng, có nhiều người bỏ theo Nguyễn Vương. Bây giờ có người con rể Lê Trung là Lê Chất, vốn là người đánh trận giỏi có tiếng, quan làm đến chức đại đô đốc, đến khi thấy vua Tây Sơn hay nghi kỵ mà giết hại các công thần như vậy, bèn bỏ trốn sang hàng nhà Nguyễn. Nguyễn Vương trọng dụng cho làm chức tướng quân. Nguyễn Vương thấy thế Tây Sơn đã suy nhược, đến tháng 3 năm kỷ vị 1799, bèn cử đại binh ra đánh Quy Nhơn. Đến tháng 4, thủy quân của Nguyễn Vương vào cửa thị nại, rồi Nguyễn Vương sai quan hậu quân Võ Tính, hữu quân Nguyễn Huỳnh Đức đem quân lên bộ đóng ở Trúc Khê. Ngay lúc bấy giờ, quan khâm sai tiền quân trưởng cơ Nguyễn Văn Thành đưa bộ binh ra đánh lấy Phú Yên, rồi tiến quân lên tiếp ứng cho toán quân võ tính. Đến tháng 5 thì quân của Nguyễn Vương đến vây thành Quy Nhơn. Ở Phú Xuân sai Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng đem binh vào cứu. Nhưng mà vào đến Quảng Nghĩa gặp quân của Nguyễn Văn Thành giữ ở Thạch Tân cho nên không cứu được Quy Nhơn. Sử chép rằng khi đạo quân của Vũ Văn Dũng vào đến Trung Xá đóng lại ở đấy Đến đêm có con nai ở trong rừng chạy ra Có người trông thấy kêu to lên rằng Con nai Quân Tây Sơn nghe lầm là Quân Đồng Nai Mọi người luống cuống bỏ chạy Các quân đội Tây Sơn tưởng là quân nhà Nguyễn đến vây đánh Đều vỡ tan cả Quân nhà Nguyễn thừa thế đánh đuổi Thành ra quân Tây Sơn thua to Quan chấn thủ Quy Nhơn là Lê Văn Thanh Không thấy viện binh đến Mà lương thực ở trong thành thì hết cả Bèn cùng các tướng mở cửa ra hàng nguyễn vương đem quân vào thành rồi đổi tên quy nhơn là bình định vua tây sơn được tin quy nhơn thất thủ liền cử đại binh vào đóng ở trà khúc thuộc quảng nghĩa để đốc các tướng tiến binh đánh quân nhà nguyễn nhưng vì phải độ trái mùa gió thủy chiến không tiện cho nên các quan đều can xin rút quân về vua cảnh thịnh bèn sai nguyễn văn giáp ở lại giữ trà khúc sai trần quang diệu và vũ văn dũng giữ quảng nam Nguyễn Vương cũng đem quân về gia định để Võ Tính và Ngô Tòng Chu ở lại giữ thành Bình Định. Năm ấy 1799, ông Bá Đa Lộc đi Tòng Trinh, mất ở cửa thị nại. Nguyễn Vương đem về hậu táng ở gia định, tặng phong làm thái tử thái phó, bi nhu quận công. 11. Quân Tây Sơn vây thành Bình Định Khi quân nhà Nguyễn ra vây đánh thành Quy Nhơn, vua tây sơn sai trần quang diệu và vũ văn dũng đem quân vào cứu nhưng vì quân của vũ văn dũng không đánh mà tan đến nỗi bại binh việc ấy là tội văn dũng nhưng nhờ có quang diệu giấu đi cho nên không ai biết văn dũng cảm ơn ấy cho nên mới kết nghĩa sinh tử với quang diệu bấy giờ ở phú xuân có nhiều người ghét quang diệu nhân dịp ấy mà đổ tội cho quang diệu Bèn Tâu vua xin sai người đưa mật thư ra cho Vũ Văn Dũng để giết Quang Diệu. Vũ Văn Dũng tiếp được thư ấy đưa cho Trần Quang Diệu xem, Trần Quang Diệu sợ hãi lập tức đem quân về Phú Xuân, đóng ở mé Nam sông Hương Giang, nói rằng về bắt những người loạn thần. Vua Tây Sơn sai người ra giảng hòa, không ai dám đi, sau phải bắt mấy người nộp cho Quang Diệu, Quang Diệu mới vào chầu. Vua Cảnh Thịnh cũng tìm lời giảng dụ, phiên phải hết sức giúp đỡ nhà nước. Quang Diệu khóc lại rồi xin cùng Văn Dũng đem thủy bộ quân vào lấy lại thành Quy Nhơn. Đến tháng Giêng năm Canh Thân 1800, quân của Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng tiến đến gần thành Quy Nhơn. Võ tính giữ vững, không ra đánh, Quang Diệu sai đắp lũy chung quanh thành và chia quân ra với bốn mặt. Văn Dũng thì đem hai chiếc tàu lớn và hơn 100 chiến thuyền ra đóng giữ ở cửa thị nại xây đồn và đặt súng đại bác ở hai bên cửa bể để phòng ngự thủy quân nhà nguyễn nguyễn vương được tin quân tây sơn ra vây thành bình định liền cử đại binh ra cứu viện sai nguyễn văn thành đem lê chất nguyễn đình đắc trương tiến bảo chia ra làm ba đạo ra đánh lấy đồn hội an ở phú yên rồi kéo ra đánh ở thị giã thuộc bình định nguyễn vương đem thủy binh ra đến quy nhơn đóng thuyền ở ngoài cửa thị nại Bấy giờ quân bộ của Nguyễn Văn Thành và quân thủy của Nguyễn Vương không thông được với nhau cho nên sự cứu viện không có công hiệu gì cả. Đến tháng riêng năm Tân Dậu 1801, Nguyễn Vương sai Nguyễn Văn Trương, Tổng Phúc Lương đem quân tiền đạo đến đánh đồn thủy của Tây Sơn và sai Lê Văn Duyệt. Vũ Di Nguy đem thủy quân vào đánh cửa thị nại. Vũ Di Nguy trúng đạn chết, còn Lê Văn Duyệt ra sức sông đột đốt được cả tàu và thuyền của Tây Sơn. Tướng Tây Sơn là Vũ Văn Dũng phải bỏ cửa thị nại, đem binh về hợp với Trần Quang Diệu để phòng giữ mọi nơi. Nguyễn Vương lấy được cửa thị nại rồi, cho người đưa tin về gia đình, báo cho tướng sĩ các nơi đều biết. Năm ấy, Đông Cung Cảnh lên đậu, mất ở gia đình, thọ được 22 tuổi. Được một tháng, hoàng tử thứ hai tên là Hy cũng mất ở Diên Khánh, đem về táng ở gia đình. 12. Nguyễn Vương thu phục Phú Xuân Nguyễn Vương đánh được trận thủy ở thị nại rồi, bèn sai Nguyễn Văn Trương đem thủy quân ra đánh Quảng Nam, Quảng Nghĩa và lại thấy quân Tây Sơn vây thành Quy Nhơn một cách cẩn mật lắm, đánh phá không được. Vương cho người lẻn vào thành bảo Võ Tính và Ngô Tòng Chu bỏ thành mà ra. Nhưng Võ Tính phúc thư lại rằng, quân tinh binh của Tây Sơn ở cả Quy Nhơn Vậy xin đừng lo việc giải vây vội Hãy nên kíp ra đánh lấy Phú Xuân thì hơn Nguyễn Vương bèn để Nguyễn Văn Thành Ở lại chống giữ với Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng Rồi đem đại quân ra đánh Phú Xuân Bây giờ nhà Tây Sơn cũng bối rối lắm Ở Nghệ An thì có tướng nhà Nguyễn là Nguyễn Văn Thụy Và Lưu Phúc Tường đem quân vạn tượng sang đánh phá Ở Thanh Hóa thì có phiên thần là Hà Công Thái Khởi binh giúp nhà Nguyễn ở Hưng Hóa thì có thổ ti là Phan Bá Phụng nổi lên quấy nhiễu. Còn các chấn ở Bắc Hà thì rối vì những việc tông giáo. Các đạo trưởng và các đạo đồ đạo thiên chúa cũng nổi lên, có ý giúp nhà Nguyễn. Dân tình thì quan quân nhũng lạm hà hiếp, ai ai cũng có lòng oán giận. Ở Phú Xuân, vua thì hèn, các quan đại thần thì cứ ghen ghét nhau rồi tìm kế giết hại lẫn nhau. Việc chính trị không sửa sang gì cả. Bởi vậy, nhân dân đều mong mỏi chú Nguyễn, cho nên có câu hát rằng Lại trời cho chóng gió nồm, để cho chú Nguyễn rong buồm thẳng ra. Nguyễn Vương thấy lòng người đã không theo Tây Sơn nữa, bèn đem binh ra đánh Phú Xuân. Đến tháng 5, 1801, Thủy Sư vào cửa Tư Dung. Tướng Tây Sơn là Phò Mã Nguyễn Văn Trị, đem quân ra lập đồn giữ ở núi Quy Sơn tiền quân nhà Nguyễn đánh không được. Nguyễn Vương sai Lê Văn Duyệt và Lê Chất đem thủy binh ra đánh tập hậu. Nguyễn Văn Trị bỏ đồn mà chạy. Quân Nguyễn Vương vào cửa Nguyễn Hải, cửa Thuận An, rồi kéo lên đánh thành Phú Xuân. Vua Tây Sơn phải ngự giá đem quân ra chống giữ, hai bên đánh nhau đến giữa trưa thì quân Tây Sơn vỡ tan. Quân Nguyễn Vương tiến lên đuổi đánh, thu phục được đô thành. Bây giờ là ngày mùng 3 tháng 5 Tân Dậu 1801. Nguyễn Vương vào thành Phú Xuân, treo biển yên dân, rồi sai Lê Chất đem bộ binh đuổi đánh Tây Sơn, sai Nguyễn Văn Trương đem thủy binh ra chặn ở Linh Giang để đánh quân Tây Sơn chạy ra Bắc. Lại sai Phạm Văn Nhân ra giữ cửa Nguyễn Hải, sai Lưu Phúc Tường đem quân đi đường Cam lộ sang Vạn Tượng truyền bảo các mường giữ đường yếu lộ, không cho quân Tây Sơn chạy tràn sang. 13. Võ tính tử tiết. Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng đang vây đánh thành Quy Nhơn, được tin Phú Xuân thất thủ, liền sai tướng đem quân ra cứu, nhưng ra đến Quảng Nam gặp quân của Lê Văn Duyệt kéo vào đánh chặn đường, quân Tây Sơn phải lùi trở lại. Từ đó Trần Quang Diệu ngày đêm hết sức đốc quân đánh thành. Quân Nguyễn Vương ở trong thành hết cả lương thực, không thể chống giữ được nữa quan chấn thủ là võ tính, bèn viết thư sai người ra Trần Quang Diệu nói rằng Phận sự ta làm chủ tướng thì đánh liều chết ở dưới cờ, còn các tướng sĩ không có tội gì không nên giết hại. Đoạn rồi sai người lấy rơm cỏ chất ở dưới lầu bát giác, đổ thuốc súng tự đốt mà chết. Quan hiệp chấn là Ngô Tòng Chu cũng uống thuốc độc tự tử. Trần Quang Diệu vào thành Quy Nhơn tha cho cả bọn tướng sĩ và sai làm lễ liệm táng Võ Tính và Ngô Tòng Chu, rồi sai Đại Đô Đốc, Trương Phúc Phượng và Tư Khúc Định đem binh đường Thượng Đạo ra đánh Phú Xuân, đi được nửa đường thì quân hết lương. Trương Phúc Phượng về hàng nhà Nguyễn, còn Tư Khấu Định thì đánh thua chạy vào chết ở trong mường. Trần Quang Diệu lại sai Lê Văn Điềm vào đánh Phú Yên cũng không được. Bây giờ Trần Quang Diệu tuy đã lấy được thành Quy Nhơn nhưng một mặt thì có quân của Lê Văn Duyệt và Lê Chất ở Quảng Nam, Quảng Nghĩa đánh vào, một mặt thì quân của Nguyễn Văn Thành ở cửa thị nại đánh lên, còn ở phía Nam lại có quân của Tống Viết Phúc và Nguyễn Văn Tính ở Phú Yên ra đánh. Ba mặt thụ địch, quân Tây Sơn phải hết sức chống giữ để chờ quân ở Bắc Hà và cứu viện. 14. Trận Trấn Ninh Từ khi thất thủ Phú Xuân, vua Cảnh Thịnh ngày đêm kiếp ra Bắc Hà, đổi niên hiệu là Bảo Hưng và truyền hịch đi các chấn để lấy viện binh. Rồi sai em là Nguyễn Quang Thùy, đem binh mã vào xứ Nghệ An. Đến tháng 11, vua Tây Sơn đem quân bốn chấn ở xứ Bắc và quân Thanh Hóa, Nghệ An, cả thảy được non ba vạn người. Sang sông Linh Giang lại sai tướng đem hơn 100 chiếc thuyền vào giữ cửa Nhật Lệ bấy giờ có vợ Trần Quang Diệu là Bùi Thị Xuân cũng đem 5.000 thủ hạ đi tổng trinh. Quan trưởng Trung quân Bình Tây Đại tướng quân Nguyễn Văn Trương cùng với Tống Phúc Lương, Đặng Trần Thường giữ ở Linh Giang. Thấy quân Tây Sơn thế mạnh phải lui về giữ đồng hới. Nguyễn Vương được tin ấy liền thân trinh đem đại binh ra tiếp ứng. Sai Phạm Văn Nhân và Đặng Trần Thường đem quân ra giữ mặt bộ sai Nguyễn Văn Trương ra giữ mặt bể. Tháng Giêng năm Nhâm Tuất 1802, vua Tây Sơn sai Nguyễn Quang Thùy tiến quân lên đánh lũy Trấn Ninh, đánh mãi không đổ. Vua Tây Sơn đã toan rút quân về, nhưng Bùi Thị Xuân không chịu, xin cho ra đốc quân đánh trận. Đánh từ sáng sớm đến chiều tối, chưa bên nào được thua, bỗng có tin rằng thủy quân của Tây Sơn ở cửa Nhật Lệ, cửa Đồng Hới đã bị nguyễn văn trương phá tan cả quân tây sơn khiếp sợ bỏ chạy tướng là nguyễn văn kiên về hàng nhà nguyễn vua tây sơn đem tàn quân chạy về bắc để nguyễn văn thận ở lại giữ nghệ an nguyễn vương phá được quân tây sơn ở thành trấn ninh rồi đem quân về phú xuân để trung quân nguyễn văn trương giữ đồng hới để tống phúc lương và đặng trần thường giữ linh giang trần quang diệu và vũ văn dũng ở quy nhơn được tin quân Tây Sơn thua ở Trấn Ninh, liệu chống không nổi, bèn đến tháng 3 năm Nhâm Tuất 1802 bỏ thành Quy Nhơn, đem binh tượng đi đường thượng đạo qua Ai Lao ra Nghệ An để hội với vua Tây Sơn mà lo sự chống giữ. 15. Nguyễn Vương lên ngôi tôn Nguyễn Vương từ khi khởi binh ở gia đình tuy đã xưng vương nhưng vẫn theo các chúa đời trước không đặt niên hiệu. Đến nay khôi phục được Phú Xuân, thanh thế lừng lẫy, Bắc phá đại quân của Tây Sơn, Nam lấy lại thành Quy Nhơn. Đất An Nam bấy giờ từ sông Linh Giang vào đến Gia Định lại thuộc về nhà Nguyễn như trước. Các quan thân thuộc đều xin Nguyễn Vương đặt niên hiệu và lên ngôi tôn. Tháng 5, năm Nhâm Tuất, 1802, Ngài lập đàn tế cáo trời đất, rồi thiết triều để các quan chầu mừng và đặt niên hiệu là Gia Long Nguyên niên. 16. Quân Nam ra lấy Bắc Hà. Nguyễn Vương đã lên ngôi làm vua rồi, Sai Trịnh Hoài Đức và Ngô Nhân Tĩnh đem các đồ phẩm vật và những ấn sách của nhà Thanh phong cho Tây Sơn sang nộp Thanh triều và xin phong. Ngài lại định ngự giá đi đánh Bắc Hà, bèn Sai Nguyễn Văn Trương, Lĩnh Thủy binh, Lê Văn Duyệt và Lê Chất, Lĩnh Bộ binh, hai mặt thủy bộ cùng tiến tháng 6 thì quân bộ sang sông linh giang tiến lên đóng ở hà trung quân thủy vào cửa hội thống rồi lên đánh phá các đồn lũy của tây sơn quan trấn thủ nghệ an là nguyễn văn thận bỏ thành chạy ra giữ đồn tiền lý ở diễn châu bấy giờ trần quang diệu đi đường ai lao ra đến châu quy hợp xuống huyện hương sơn thấy quân nhà nguyễn đã lấy được nghệ an rồi bèn cùng với bùi thị xuân về huyện thành trương bao nhiêu quân sĩ đều bỏ cả được mấy hôm hai vợ chồng cùng bị bắt còn vũ văn dũng chạy ra đến nông cống cũng bị dân bắt được đem nộp quân nguyễn triều kéo tràn ra lấy thanh hóa đi đến đâu quân tây sơn chưa đánh đã tan chỉ trong một tháng đã ra đến thăng long vua tây sơn thấy thế mình không chống giữ được nữa bèn cùng với em là nguyễn quang thùy nguyễn quang thiệu và mấy người bề tôi là bọn đô đốc tú và nguyễn văn tứ sang sông Nhị Hà chạy về phía Bắc. Nhưng lên đến địa hạt Phượng Nhẫn bị dân ở đấy bắt được. Nguyễn Quang Thùy tự tử, Đô Đốc Tú và vợ cũng tự vẫn, còn vua tôi nhà Tây Sơn mấy người đều bị đóng củi đem về nộp ở Thăng Long. Nhà Tây Sơn khởi đầu từ năm Mậu Tuất 1778, Nguyễn Nhạc xưng đế ở Quy Nhơn, đến năm Nhâm Tuất 1802, cả thầy được 24 năm. Nhưng Nguyễn Nhạc chỉ làm vua từ đất Quảng Nam, Quảng Nghĩa trở vào mà thôi, còn từ Phú Xuân trở ra thì thuộc về nhà Lê. Đến năm Mậu Thân 1788, vua Quang Trung xưng đế hiệu, rồi ra đánh giặc Thanh, lấy lại đất Bắc Hà, sửa đổi việc chính trị, từ đó nước Nam mới thuộc về nhà Nguyễn Tây Sơn. Vậy kể từ năm Mậu Thân 1788 đến năm Nhâm Tốt 1802 thì nhà Tây Sơn chỉ làm vua được có 14 năm mà thôi trong bấy nhiêu năm phải đánh nam dẹp bắc luôn không mấy lúc nghỉ việc chiến tranh cho nên nhà tây sơn không sửa sang được việc gì và sau khi vua quang trung mất rồi vua thì hèn quan thì nhũng chính trị bỏ nát lòng người oán giận ai cũng mong mỏi được thời thịnh trị để yên nghiệp mà làm ăn bởi vậy cho nên khi vua thế tổ cao hoàng nhà nguyễn cất quân ra bắc lòng người theo phục chỉ một tháng trời mà bình được đất bắc hà đem giang sơn về một mối nam bắc một nhà làm cho nước ta thành một nước lớn ở phương nam vậy